Chiếc khăn này nóng lòng đợi cô gái tắm xong. Ừ, không phải con gái. Tớ thích tắm vòi sen. Ôi trời, tớ làm đất quần jean rồi. Nhưng nó sành điệu mà. Tớ sẽ biến quần jean thành quần short sành điệu. Đẹp đó. Đáng tiếc cho phần dưới chiếc quần jean. Mời ngồi. Ở đây thật là ấm áp. Cảm ơn. Và cà phê ngon thật. Tớ vừa về từ Brazil. Ở đó họ thật sự rất thích cà phê đấy. Vỡ của tôi lủng lỗ. Hy vọng Kay không nhìn thấy. Còn cậu thì sao? Tớ thích nghe cậu kể hơn. Tớ sẽ mặc vừa chiếc quần jean. Sao tớ lại đem đi giặt chứ? Nào, khóa lại nào. Khó thật. Nếu tớ ngồi thì sao? Vẫn không được. Nào, bất kể thế nào tớ cũng sẽ khóa quần lại. Đẩy lần cuối. Tuyệt, làm được rồi. Chiếc bánh kem tớ ăn hôm qua cũng không ảnh hưởng gì cả. Chiếc áo cũ mà tớ thích, hy vọng là vẫn vừa. Tớ chỉ cần gài nút lại. Nào, tớ nghĩ là được rồi. Ngắm, bắn. Không, áo hư mất tiêu rồi. Tớ đã sẵn sàng cho bữa tiệc. Hả? Đôi dép lê này không hợp chút nào. Đây là đôi giày quý của tớ. Nhưng sao mà khó mang quá vậy? Và còn thắt dây giày nữa. Nè, cẩn thận. Và nàng lọ lem hiện đại đã lên đường đến bữa tiệc. Hôm nay nên mặc gì đây ta? Tớ, chọn tớ đi. Nè, chọn tớ. Áo này. Không, vậy áo này. Tuyệt. Nè, bọn tớ thì sao? Vì tớ đẹp nhất. Chúng đây rồi. Đôi sneaker trắng hoàn hảo. Nếu dây quá dài chỉ cần thắt lại. Nè. Tuyệt. Tớ sẽ lấy chúng. Yeah, đúng, tớ thật dễ thương. Chúng ta tuyệt nhất cửa hàng. Tớ đã sẵn sàng chinh phục thế giới. Sneaker mới của tớ. Đúng là một thảm họa mà. Đồ ở dơ. Giờ tớ sẽ cẩn thận hơn. Ở đây không có người. Tớ đi được rồi. Thiệt luôn. Im đi. Vậy thì mang giày trắng để làm gì chứ? Lẽ ra tớ nên chọn màu khác. Tắm mát là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới. Dép tông tớ đây rồi. Mắt tớ. Chân của tớ cần phải nghỉ. Thật là thô lỗ. Cậu đúng là đồ vô ơn. Dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa. Tớ nên làm gì đây? Ở nhà. Đợi đã. Không, tớ có áo mưa mà. Đây là cách tốt nhất để tránh mưa. Nào mưa, đánh ta đi. Ta sẽ không trượt giọt nào đâu. May mà tớ nhớ đội nón. Nó bảo vệ tớ khỏi ánh nắng mặt trời. Đúng, anh bạn. Tớ là chuyên gia đó. Tớ không cần che mát khi đã có bóng râm. Nè, thỏa thuận đâu có như vậy. Bye, khăn choàng tắm. Xin chào váy. Nhìn cô áo kìa. Ôi không, lại chia tay. Quần jean của tớ bị giãn hay tớ sụt ký vậy ta? Chà, dây nịch sẽ lo chuyện này. Cậu đi đâu vậy? Dừng lại, tội phạm.
cậu không thoát khỏi tớ đâu. Tớ thích chiếc váy này. Giày của tớ. Ủa, lưng tôi. Nó đang giết tôi. Tớ quá già cho việc này rồi. Ôi trời, tớ sẽ giả vờ như không có gì vậy. Hôm nay trời xấu quá, tớ cần áo mưa. Tuyệt kỳ. Thật thoải mái. Đương nhiên. Đang mưa như trút nước. Nhưng tớ có nón trùm đầu rồi. Cậu đã an toàn. Chạy bộ buổi sáng rất là quan trọng. Nhưng chiếc burger này thơm quá. Không, tớ phải chạy bộ. Nhưng bỏ bánh burger là một tội ác. Tớ có một chiếc găng tay nè. Tớ đã sẵn sàng chiến đấu. Mùi thơm quá. Găng tay dơ thật á. Ý ơi. Đầu díp nữa. Tớ bỏ cuộc. Nhìn cái lỗ to này xem. Dán lại được không ta? Đúng rồi em. Này, chuyện gì vậy? Tớ sẽ đổ thêm keo vào. Rồi đó. Thế này chắc được rồi. Ờ, tớ thích thế này. Đợi đã, tớ không mở miệng được. Đi. Tớ sẽ thêm băng dính để cố định. Đừng làm vậy. Đúng là một ngày đẹp trời. À, khăn choàng. Quay lại đây. Nào, nhảy cao hơn. Làm sao lấy được bây giờ? Có cố gắng, cậu không mới được tới đâu. Tớ bỏ cuộc. Tạm biệt. Một đôi vớ sạch. Tớ quên đồng hồ rồi. Anh bạn, chơi trốn tìm đi. 1, 2, 3. Tớ lấy đồng hồ rồi nè. Nhưng vớ của tớ đâu rồi? Ha, bắt được rồi nha. Khai chỗ chiếc vớ còn lại ra mau. Không bao giờ. Tớ sẽ không bắn đứng anh em đâu. Tìm tiếp đi. Tớ cần cả hai chiếc. Đây đâu phải cách chơi trốn tìm. Tớ không được quên dù. Nó không vừa nè. Tớ có linh cảm xấu về việc này. Đến lúc đi rồi. Ta đi thôi. Tớ đói quá. Cam đâu rồi ta? Đây, mời dùng. Cảm ơn. Nè, cậu làm gì vậy? Anh chàng nào đây? Thật vô ơn mà. Hy vọng tớ không quên lột vỏ. Tommy, nhặt đồ dơ của con đi. Nhưng mẹ à. Dạ. Con biết rồi. Tớ sẽ gom trong một nốt nhạc. Chiếc vớ này nghĩ có thể trốn khỏi tớ. Mơ đi. Đi giặt nào. Này, áo, vào cùng chỗ đồ đi. Và đừng mơ đến việc trốn nha. Các cậu sẽ mới mẻ sạch sẽ sau khi giặt. Nè, vậy còn tớ? Tớ đoán tớ không được giặt rồi. Ở đây tuyệt quá. Ừ không, ngón tay khổng lồ. Sắp nghiền nát tớ rồi. Sao lại hù tớ? Chìa khóa nào ta? Không có ai ở đây phải không? Tớ sẽ phá cửa. Không, một đấm nữa. Ô, đau quá. Hay là chìa này ta? Chào cửa, tớ chỉ muốn nói chuyện. Không hỏi thêm nữa. Vậy là chìa này. Tớ sẽ mở cửa ngay đây. Tớ là dân chuyên mà. Cuối cùng cũng đúng chìa. Bạn thích video này không nào? Hãy bình luận cho bọn mình biết bạn thích món đồ nào nhất nha. Và đừng quên nhấn thích video này, đăng ký kênh của bọn mình và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới hay hước nào từ kênh Trum.